Hello, em xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em còn mấy con đẩy Eric, máy LA600. Máy nói chung là đẹp, xuất sắc, đẹp như mới các bác nhé. Đối với dòng đẩy này thì thương hiệu của Đức. Cái chất tiếng của nó rất là hay. Cái dòng máy LA600 đẹp như mới, ruột gan nói chung là không có tí bụi nào. Các bạn nhìn. Đối với dòng máy LA600 thì tất cả nó có 24 sò chính và tính cả một sò bù áp là 28 sò. Các bác nhá, các bác đã chơi quen những cái dòng này thì các bác sẽ biết được là cái chất lượng dòng máy LA có rất là nhiều loại, nhưng mà đối với cái thương hiệu Eric này, chất tiếng ra cái linh kiện con này nó cũng cải tiến hơn rất là nhiều so với những cái dòng đấy là A thông thường. Chất tiếng nó ra hay hơn, độ bền cao hơn. Mặt vay nhôm nhá, thiết kế rất là đẹp. Eric KA6002. Có rất là nhiều anh em chưa biết đến cái dòng máy LA, thì nhân tiện đây em cũng nói luôn là dòng máy LA thì nó nổi tiếng về độ bền cũng như cái chất âm nó mang lại cho chúng ta sử dụng rất là hay. Và đặc biệt đấy, ít khi nó có hiện tượng lỗi vặt. Em sẽ quay một chút về đằng sau nó. Đằng sau đối với dòng máy LA thì nó sẽ có những cái đường công tắc như này. Đấy, đánh system mono bright, chế độ cắt súp. Tín hiệu đầu vào to nhỏ này. Đây gain này, rồi cần gạt đánh chế độ 4 ohm và 8 ohm. Thì có rất là nhiều anh em hỏi làm sao là con đẩy này nó chỉ ghi có con đẩy nó chỉ ghi có 4 ohm mà loa mình ví dụ như là 8 ohm thì có đánh được hay không. Thì em nói chung chung qua con này nhá. Con này nó có hai cần 4 ohm và 8 ohm. Thì nếu ví dụ như là con đẩy của các bác nó ghi là 4 ohm thì có nghĩa là cái con đẩy của mình nó cho phép hoạt động trở kháng thấp nhất là 4 ohm. Đấy. Thì mình sẽ ghép những cái đôi loa thấp nhất là 4 ohm các bác nhá. Ví dụ như loa nó dưới 4 ohm. Đấy, thì mình ghép vào đẩy là nó đánh là nó không hiệu quả, nó nhanh nóng máy, là nó hoạt động công suất lớn là nó sẽ sinh nhiệt, là nó sẽ gây chết công suất. Các bác phải hiểu là nguyên lý gọi là ôm trở kháng đấy, chứ không phải là 4 ôm mà ví dụ như là 8 ôm mà không đánh được hay đánh nó có vấn đề là sao, là không phải. Có nghĩa con đẩy mình nó ghi 4 ôm nó có nghĩa là thường những dòng đẩy nó sẽ cho phép hoạt động từ 4 ôm đến 8 ohm đấy, hoặc có thể là cao hơn 16 ohm các bác nhá. Có nghĩa là nó cho phép hoạt động thấp nhất cái trở kháng. Có những con nó cho hoạt động từ 2 ohm thì nó cho phép đánh loa trở kháng xuống đến 2 ohm đấy, chứ không phải là mình 4 ohm mà mình ghép loa 8 ohm là nó có vấn đề hay như nào. Không phải, sợ nhất là mình ghét trở kháng nó xuống thôi, nó thấp hơn đẩy thôi thì mới có vấn đề, chứ còn bình thường nó cứ bằng đẩy hoặc nó cao hơn là ok. Hiện tại mẫu đẩy này em còn mấy con xả lốt cho các bác, giá 4 triệu các bác nhé. Máy đẹp xuất sắc, khi các bác đi mua phải nhớ phải xem xét. Có rất là nhiều anh em không biết về dòng máy LA cũng như không biết là phải đếm sò như thế nào, thì tùy những dòng máy mình có thể đếm sò. Có những dòng máy thì không cần phải đếm, thường là dòng máy, dòng chạy MOSFET đấy, thì nó không tính sò. Nhưng đối với riêng với dòng máy này thì các bác phải nên đếm sò. Ví dụ như con này thì mình sẽ đếm tính theo trở kháng. Trở kháng là những con trong trắng như này này. Đấy, hai cái bên trên, đây là sò của nó, đây là con sò nhá. Sò Toshiba 1943 và 5200 của Nhật. Thì tương ứng đếm bên trên thì phải đếm cả bên dưới nữa thì đếm trở kháng này.
2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14. Đấy, 24 xò chính, bên này cả bên kia nữa. Còn nếu tính cả xò bù áp nữa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 xò các bác nhá. Đấy, cho những bác nào mà chưa biết thì các bác cố mà xem cho nó kỹ để mà mình đi mua cho nó dễ. Còn anh em nào mà biết rồi, chơi nhiều rồi, quen rồi thì có thể bỏ qua. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phú Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại ạ.